đồng đạo ơi, phải nhớ Đức Thầy đã nhiều công khó dạy dạy chúng ta. Nhưng mà chơi được một hai bữa rồi liên tiếp không chịu đi à. Đồng đạo quay tụ lại rồi nói chuyện nghe. Nhiều khi về đây ông lão chỉ có việc làm ở gần nữa luôn. Thầy còn mang sắc chân chẳng phải đặt nhờ quả cho thằng Thiên Cao Minh Bàn Lãm chưa về đến năm Thân Dậu mới về ăn ngôi. Cơ trời sắp đặt đã rồi bớt dân chậm chậm chứ hồi nôn nao bây giờ tâm trí rồi trao dạng lòng cho thiện nôn nao trở trời qua thi mở hội tụng đề lòng cao. Cao. Chuyện cái ly cho đít á. Gặp cậu về Phật Phật thứ cậu chứ. Rồi sao? Phật tha tội. Phật tha trả tội đời này. Ừ. Không gặp cô Tám được người con bằng rồi. Biết nói gì. Khóc quá khóc. Nhiều người gặp tôi khóc. Thôi nói đi đừng khóc hả. Xin sư phụ đi. Góc xin sư phụ xác. Góc khóc được tất cả. Cứ như gặp mừng quá. Xúc động. Bữa đó bà kia cũng gặp khóc dữ tận. Khóc cái khỏe vậy. Ừ. Không cái xả được. Xả chỗ khác. À, bắt đi cho hết đi. Nhiều người gặp tôi. Bởi vì khi mà thầy ôm lại nó thầy trả lời là chúng sanh là khóc khô này mà gặp thì thải là ý chứ này trả lời nè, lo cho ngoài hỏi bây giờ mà thầy gì không biết lo chờ lo trong. Cổ nhân có một phần phân trong hình người vốn mà nói pháp quá vậy. Con nhiều cha đời này khó dạy, thánh thì động lòng nhiều thằng mượn khác tới là quỷ là ma về nào đâu là quỷ của Phật bà. Không có đâu, lo cho ngoài hỏi bơ vơ mà thầy về không biết lo chờ lo chăm đây ta chuyển xuống mà xác của thầy mà mấy bà không biết nói đâu. Mình nói người ta đâu tin thích nhất rồi. Xác của thầy mà không có mấy bà chặt cái đầu của mà thầy về không biết lo chờ lo chăm tôi tức một cái đó. Nhưng mà mình tin mình được khỏe. Mấy bà thấy hôm đó này bà cấp phẩm hai chồng qua đây ốm nhôm mấy bác người nào thấy ốm mặt nhăn hết trơn. Phước thừa của Phật phải không? Bây giờ uống luôn, hai chồng uống luôn hết trơn. Bà không nhăn mặt. Cái nghĩa là mình cũng vẫn biết nhưng mà bây giờ hôm đó nay mình chưa có gặp mới có hai gốc phải không bây giờ mình gặp đã gốc rồi bởi vì cái thời trước là cũng biết thì biết trên vô duy bây giờ này mới là gặp gốc nhưng mà ông lão ông ẩn không cho mình biết đâu mình gặp thì ông vẫn xây chuyển từ từ chứ ra mặt là cả thế giới luôn. Bởi vì mình ôm gốc thì mình, bây giờ á ông về đây rồi á thì ai biết á, lại đây á, thì ông cứu còn không là xong luôn xong thấy nói vậy là mình xong là không rồi tôi mà không xong luôn vậy đó chừng nào tối đất sáng trời mặt ra đó giống mới thấy cái đó mới biết nha chứ bây giờ nói cái gì đó lúc đó nó chỉ nằm mô độ nào hết được về gặp cô Tám, con sao cô Tám không tha thứ cho con. Sao không? Về đây tha thứ. Ở đâu thầy? Ở đâu? Tây Ninh. Trời đây Tây Ninh có xa lại con xe Tây Ninh. Nhìn ngày về ngày đi tỷ ơi. Tây Ninh ta bao vô đi riêng một xe 4 triệu mấy. Nhìn ngày về ngày đi. Đi xe đò cũng được nữa. Đi xe đò vô đây. Đi xe gì biết không? Đi xe mà Vũng Tàu đi về đây được. Phật thương con như mẫu ai tử mà Phật thương chúng sanh như mẫu ai tử mà gì đâu không thắc mắc. Vũng Tàu vô đây mấy người 5-6 người. Mới gửi đồ vô. Đầu hướng thiện là bạn tâm dắt dùm. Mà hồi đó giờ là Phật cứu không chứ không nào Phật sao không cứu hết trơn. Tại vì mình không biết quay đầu. Mình không biết quay mình không tin. Sửa là cứu hết. Vậy. Cũng mắc làm rồi. Rồi về đây là gặp là hết à, khỏe à. Chừng nào đi ta chỉ đừng đi. Có liên hệ. Lên gặp đi ta thảo đường ông này nè, ông chỉ hay đó. Ông gần đường lắm. Ông cạnh đường. Tôi để số điện thoại ông là. Còn kêu nó lên qua lại thấy bà lấy 30 tháng 4 nào đi vô đi. Tôi nói xong mà ông sao tôi gần. Hồi xưa tôi làm trạm thế Bắc Mỹ Thuận ở bên đây. Cái chừng dạp dẹp chạm tôi mới nghĩ là có cái đụng tính nào tôi cũng biết. Khóc quá không. Trời ông làm thấy vụ mà ông thả ta đi biết. 30 tháng 4 vô đây là khỏe. Đi đuổi luôn. Nay nay 9-10 tay 8-9 tay gì rồi. 30 tháng 4 nghỉ được 4 ngày. 30 tháng 4 4 ngày nghỉ 4 ngày vô đây. Chị mới vô mặt.
về đi, nhín thời gian về gặp đi. Thì vô ngày đi, vô chắc sáng là chiều là có xe đi về. Không sao đâu sư tỷ ơi, tại vì Phật thương chúng sanh như mẫu ái tử mà sao không tha thứ. Tại vì công ăn việc làm mình phải sắp xếp mình về chiến. Đến 30 tháng 4 là nghỉ hết rồi, đâu có mặn. Nghỉ 4 ngày. Ừ chứ đâu có bỏ luôn. Ừ. Thấy xuồng vong chả không đậy chứ xuồng vong này không phải là xuồng vong thường. Chả cả thế giới còn được. Thì bây vô giếng đơn một ngày một người đi về. Sáng đi chiều về. Chứ Dũng vào vô đây không chạy 5 6 người vô ở chứ ta không được chứ. Chưa chứ xuồng đường sang cũng cho người ta nghỉ. Ví dụ như có một người thì được. Chị chơi chơi đó ra đó. Ai mà về được không mình. Trời ơi, ai mà về được có mừng vũ vô. Mấy người bữa đó thành phố vô đó là đi lên xuống Tô Đình nói cái gốc ở trên này, cái xác ở trên này là tìm lên tới đây lại trên đây rồi mới gì. Thì đó vậy nó mới đúng. Lại, nói là ở dưới là cái hình không à. Cái đó còn cái hình không à. Còn cái xác ở trên này là ba người chạy lên đây, bà kia bà bị ấy nè, bà chống đạn bà đi lên. Chỉ có khác rồi, có thầy về thầy nói. Bởi vì chứ không có sao nói vậy. Cái hình đó rồi mình chỉ lại mình lại thôi. Lại cái hình tiêu đâu có thôi, có chỉ vẽ có... cái đường đi nước bước mình đâu không mà biết. Thấy không? Còn ở đây là cần thiết cái gì hỏi 88 trả lời. Ví dụ như mình đi chật đường thì chỉ cho mình làm đi. Làm sao bực hà mình làm đúng được. Cho nó đúng đường. Sai, trên đời ai không có sai, nó sai ít chứ sai nhiều chứ phải, không phải có cô bác chỉ là biết sai sửa sai. Thật sự là mấy không có làm bà làm mà làm thôi thôi. Xin sám hối, sửa sai. Là vui quá không trả quà. Đừng khóc nữa, anh bữa vô đi, vô về khỏe hả? Gặp bên con nào là ngồi khóc muốn chết. Khóc thôi hết nước mắt rồi. Ở đây chúng đồng hậu gia cho xin số rồi cho tìm vô. Dạ con gửi tiền con làm công đức. Rồi dạ, dạ luôn. Rồi gửi tiền nó muốn gửi nhiêu gửi nó có tài khoản nó gửi nhiêu đó là thầy cũng chấm nè nè mới cho gạo qua chứ cho mì là hết 17 triệu. Dạ con mới coi cái clip nghe đăng 2 giờ con thấy trực tiếp luôn. Trực tiếp luôn. Đăng trực tiếp. Mới cho có nửa tháng nay 34 triệu. Một tuần lễ là cho 17 triệu, hai tuần lễ là 34 triệu. À tội hết tỷ ơi, tỷ ra là tội nhiều tôi ít thôi nhưng mà con cái mình biết sửa hay không dạ, thôi cái tội thì ai cũng có tội hết rồi trong hậu xin số đặng gửi ra tiền nhiều nó gặp nó mới hiện xuống á con mắt nó lùm cái sợ con mắt không đừng khóc nữa sau viên thật biết này tu được rồi gặp thật thì mình dám tu đừng bỏ cuộc nữ nam ơi tu một đời giải khổ cả muôn đời cái dám nó theo đã chịu khổ rồi dần chịu nữa nhưng mà nó vô đúng chịu điểm ở trên tiền mình chịu khổ cho điểm nếu cái này bến giác chẳng hợi sao thì cứ tới mà ta điểm thanh rồi người ta bình thường nay dù con gặp muôn ngàn khảo đạo muốn cho bao đục có ngày không đạo khổ mấy phố con tu sẽ đắc giống thanh tử muốn không em gieo giác mầm thế gian không học được đâu đường giảng sanh cực lạc một vòng cầu kiếp sống khổ bao lâu rồi cũng thôi nhảy ra wow. Trên đường đạo tu hành hướng cõi chinh phục đời theo dõi dòng kinh chữ Di Đà luôn chấn cái tâm mình như tam tạng đây thỉnh tinh thở trước chụp cái dòng không ai không có đẹp đúng căng rồi như vậy nhỉ tỉnh tuồn lại đi khỏe đi không có sao đâu Phật tha thứ thôi nha. Này gặp được gốc rồi tỷ ơi đừng khóc nữa. Mai mốt về đi gặp đồng đạo ở đây đó. Vui lắm. Ở đây vui lắm. Đồng đạo ơi phải nhớ đức thầy đã nhiều công khó dạy dạy chúng ta. Vậy mà chơi được một hai bữa rồi liên tiếp không chịu đi đồng đạo quay tụ lại rồi nói chuyện nghe. Nhiều khi về đây ông lão chuyện có việc làm ở gần nữa luôn. Thầy còn mang sắc chẳng phải đặt nhờ quá cho thằng Kim Cao Minh Bằng là ẩm chưa về đến năm Thân Dậu mới về ăn ngôi. Cơ trời sắp đặt đã dội bớ dân chậm chậm chứ hồi nôn nao bây giờ tâm trí rồi trao dạng lòng cho thiện nôn nao trở trời qua thi mở hội tụng đề lòng cao.
Kêu lửa đi, uống lửa đây. Không, kêu cho tám rồi, tao bán mà, cho tám rồi. Đổ xăng. Đổ xăng đây. Xăng cho đạn. Ấy, đổ nha. Ê, ít có hương dọc đường. Sữa. Ít sữa lại, không có sữa nữa. Đây, sữa sẵn rồi. Cái đi đúng đường rồi. Ăn mà mình ai mà cửa đặng gần mà đúng họ người mình nó mừng. Ôi là lần qua đến hỏi lòng không rồi nó ông hai cái chú nãy về đây là mừng lắm đó luôn là không nhiều khi tại ta không mở như khi ta lên cái đây rồi ta để cho ai ở vậy mà ông kia là nhìn lắm tôi cũng chắc lắm nha. Có kiếm được cái clip đầu tiên là con số 8 đó. Bây giờ là trong hậu cho thẳng. Bây giờ xong hậu cho thẳng. Bây giờ đã hỏi trong hậu, hậu cho thẳng đi tới già. Xong hậu là mở đường, còn hai Vũ là dẫn đường, chỉ đường cho đây. Không đâu, hết hạ rồi. Này gặp rất là. Mà chị này thèm ăn vậy bà chị. Ngày gặp gốc mà tiệm cho tặng gốc. Rồi thì giá khi tặng thì hai thằng hay không thầy tặng thẻ này. Đúng rồi. Dạ đây cái lẫm gò, ngay cái lẫm như bụi thơ như thủ mặt. Người đẹp đó. Người đẹp hả? Người đẹp nói chuyện được, người đẹp nó khỏe á. Người đàn vui và người đẹp. Ờ. Bị người ta lắng ghê xuống luôn. À. Yếu dữ trời. Yếu dữ vậy. Này yếu quá đi đâu qua sông hậu mở bụng rồi. Nói. Em bánh nước nè, em nói gọi mà em bánh nước nè. Ngồi thấy mắt đổ que tao nó thơ tiêu rồi. Mà mai mốt biết ý lại. Nói nha, chứ nhìn cũng biết hết lại không nói nữa. Đấy. Chắc tám không chứ ngồi gần ngồi chỗ khác để người ta dành hết trơn. Cái dạng ta con cưng ta nhúng nhẹo ơi. Cái gì đó dạ, con cưng nó có khác. Con cưng nó có khác. Phải ngồi kế chịu mới nói ha. Con út mà. Mình làm anh chị mình nhường đi cho nó. Anh chị thương nhường em út đi. Nhường cho em út đi. Rồi sao? Kêu xong hậu cho số đi. Rồi, khỏe chưa? Khỏe chưa? Xong hậu cho số đi, gửi tiền. Rồi chừng nào 30 tháng 4 lên chơi. Dạ, 30 tháng 4 con quyết định con về gặp con tám. Ừ, rồi lên gặp, ngay gặp Phật. Cho mày đó, cho khỏe khỏe rồi nè. Ừ, ngay gặp Phật á. Là phải tìm, ngay gặp gốc rồi tìm cho tặng gốc. Cờ kè, gỡ rồi. Mà ngồi tha tóc gỡ làm sao hết khỏe hả kè. Mắt nhìn cho em yêu quá muốn bờ bể ăn lúc nên không ai cút bây giờ cờ kè. Thì nãy giờ xả rồi đó. Ừ, giờ hết rồi, cờ rồi. Vui vẻ rồi. Căng rồi ta. Quá cờ rồi sao mà nhìn coi tám cười dễ hơn nha. Nhìn coi tám cười dễ hơn chạy. Xa tuổi. Ở tôi đó tôi khóc quà. Thấy linh căng là khóc. Bây giờ tôi tìm được hết rồi, giờ tôi hết khóc rồi. Hết rồi, vui luôn. À, vui luôn à. Vui luôn. Nên giờ vui còn vô đây là vui luôn. Thánh rồi còn gì nữa. Giờ mình gần tìm thánh thánh thần khóc rồi. Tại thế. Không biết mình nghĩ là mình đã có phước rồi đó. Mình có phước chứ. Đâu, bây giờ tôi hỏi bà mà không có phước cho được. Bà ở đây ba gần ông lão rồi còn gì nữa không phước. Người ta ở các cái tỉnh xa mà nước ngoài người ta còn tìm gì mình ở đây. Đó bởi vì mình nói mình được phước. Thì đã cho nói bà quá phước rồi chứ được. Cũng còn từng con lão nữa đó chứ bà. Từng không dạy con cả nào đâu thân cực bây giờ về dạy đã để về còn kéo về nữa mà không có phước. Vậy là mình mừng lắm. Tại sao nước ngoài còn phải chuyển linh căn gì? Ông phải gom gì hết chuyển linh căn. Biết là Canada mà người ta cũng gom vậy. Linh căn quy tụ luôn không đủ đầy. Lo kẻ phụ thầy gì không biết không hay nhầm chờ lo cho mẹ. Công danh không có bến bờ cũng không. Lão đây vô dài tóc trắng như bông từ bên quắt đi dần vô nam. Trời quá trời quá vui rồi đó. Mày cần mặt người cần đi sao. Trời quá trời. Cái cô trong đó cũng cừ mà cô ngoài cũng cừ nữa. Cô ngoài đó. Cô ngoài cũng vui. Ừ đó.
thầy vui đại tử cũng vui. Ừ đó đúng rồi. Trọng thành thì đỡ nên luôn, vợ thành thì được quá. Không mà như hồi mình để ý thì hồi mới hồi căng á, tao không qua không thận. Mới gặp ông lão ông tám buồn hiu à. Ừ cũng như bây giờ rong mà cứ đỡ ông lão cũng vui lắm. Vui. Ông dạo ông nói chuyện vui lắm nha. Tại dạy á, trời ơi nghe đẹp quá nghe. Dạy nó sắp tới nghe càng ngày càng vui. Vui luôn vui mừng cà cừ quá trời. Tại vì tôi cận kề nhiều rồi. Rồi tôi mới hiểu được. Quá cờ cà cừ quá thứ. Cừ mừng quá mừng. Khóc đó cười đó hả? Ờ. Phải. Quá mừng bà con cầm rồi 30 về đi tỷ về đi cầm 30 đây 30 tháng 4 về bây về gì? Đây cho thấy cho thấy tạng mặt mày người xưa ngay đốt luôn này coi trực tiếp không bằng sông hậu lên tới đó nữa lên sông hậu lên sông hậu khỏi bị hút từng hai lần chiên chỉ nhớ là chị Tám mới nói nhạc bữa đó mình lên cái mình đi về cái bãi ga quét xanh không có đói đâu sợ không có nghèo đâu sợ mà vừa quét mà vừa nói vậy đó không có đói đâu mà sợ bởi vì hồi trước cũng có gặp điển của ông lão nè không vui lắm, nhiều lắm. Công trời suốt lắm. Nói cừ giỡn dữ lắm mà tại vì về đồng đảo chưa đông nên thầy buồn thôi buồn lúa đông mà buồn hai anh chị đi vậy có hỏi ông lão ông cha già coi xuồng bằng giờ ở đâu không ổng chưa ổng là chưa hết năm nay mới đem cái xuồng ra xử chở hỏi ông có phải không gặp cô Tám là đúng ngay trong tim con luôn trời ơi ngay không ngay tim ngay chỗ nào nữa chính xác luôn rồi còn không mà nó đúng chứ không gặp đúng luôn đúng mà thằng căn này cũng đâu có ăn tầm thường không chính xác luôn bởi vì là đã nhìn được cái clip của Tám là ta đã nhận được rồi nói chuyện là bây giờ nói gì cơ luôn tùm lum cơ chứ không phải như Tám nói một một hai hai ờ tại vì cái đó là dễ dòng mà lại dễ hay đó thêm tạo một cái đặc thiện thêm hậu dí xong hậu cái thằng thằng gì bảy thiện ai cũng chơi chuyện nói sao mà nói tàn là chết cái chuyện đời được không nói chuyện hồi cái cần tôi không có chịu đâu có chuyện giảng kinh mà lại xuôi mà cừ là tôi không có thích á giảng kinh đâu phải thôi vậy đâu phải mà đặt mà nghe ngạo cừ mấy ông lão khốn nghe hết mà cô Tám nói là cô nghe hết. Nó ai nói sao? Thiện ông giảng đạo lúc nào ông cũng ép người ta ăn tương. Trời ơi, đâu phải ăn chay, đâu phải thành thật mà thành thật đâu phải ăn chay trường hết chứ. Ăn không chay á là hỏi đồng đạo có hiền không? Đúng rồi. Hỏi đồng đạo có hiền không? Căng duyên, căng duyên ăn mới được. Ờ, ăn chay tôi đâu gửi rằng tôi đâu có ép ai ăn chay. Mấy người đạo giả dối lợi dụng trời ăn chay không? Ông không có ép đâu. Trường không? Không. Bị gì cái căn của ta qua bên của ngũ huyền ta bệnh gì tâm quan bên tướng lần sau kêu ta ăn không được ngày giờ ta ăn được ta ăn cứ lửa bốc cây cũng phải sụp gió còn cũng phải phải sụp ăn có bệnh dễ bệnh đó. Dễ kiếm ăn lắm người ta nói gì cũng dễ kiếm ta sụp quá mới mà cái bệnh đó chị bệnh nào đó đầu vụ khoai sùng tôi biết gì vậy à sữa rồi thì hai này chưa có biết bên đây nó phải chọn lắm như bà bữa nay biết rồi không rồi phải không đi gì đấy nó cái nghĩa là bây giờ chị mua 3 ký thầy tự cho lựa luôn mà trả tiền có 2 ký còn ký kia gì nấu nó sùng đó mình làm mình trả đá rồi mua đồ người ta còn thử em thử rồi nồi cho tôi cầm không phải lên ngon gì mà ông nó sùng tính tự nó rồi đó vậy còn sân si ai cũng vậy ở đây là dân tiên người ta thiệt tình nói em nghe nè đâu phải dễ kiếm củ khoai sùng nó mà ăn đâu chứ trời rồi rồi kè hỏi số thằng hậu trong hậu thôi kè trong hậu đây nè rồi trong hậu nói chuyện phải đi với hậu các bạn nha luôn ở trong hậu hậu em gửi qua rồi em sẵn em điện cho mấy người khác luôn quá đẹp mà
Nhìn mà biết rồi. Là... lên đây đừng có khóc nữa. Căng của mẹ về. Nãy giờ về gặp cái muội huynh đệ. Trời đất. Không quá không. Góc một. Góc nữa rồi. Bữa nay thầy chuyển con mẹ về quá chừng luôn rồi. Mẹ không à. Không có, không có của mình cho nên hai người. Không có ông, không bà, không. Không có cái điển của ông nóng dữ lắm à. Điển mẹ nó hiền. Cái lạnh. Chị ta nói với em gì nè chị hai. Chị à, không, cái chị thành phố chị mà điện của cái cô Tám mà khóc á. Nói chị giờ chị biết cưng bên mẫu, cái em nói nè chị. Thật sự ra em bên mẫu em cũng biết nhưng mà sao mà em chỉ là giảng của thầy với giảng của ông cố với Đức Phật chồng rồi em hiểu chứ bên mẫu này không phải tại vì cưng chưa có đi được gặp được cái linh căn bên mẫu á tại vì gặp được em chỉ học bên thầy thôi chỉ bên thầy mời hai cô dạ dạ ba ăn khoai lang đừng đừng lột đi con đừng đừng lột để gió ăn luôn không nó thiệt á anh hai ăn anh hai ngon rồi để là em lột. Cố. Không, lột là nghiên cứu. Không phải. Nó thở thì nó tốt cho bụng nó có chất vitamin B. Ăn đi bà chị ơi. Dạ. Cười tắt máy cười thì đằng sau đây giờ này xin ship nè xin ship đây xin ông lão ship đó bây giờ cô tính theo gửi lên đi rồi giờ thì cô hãy gửi tiền qua không có xin ship kìa ship ngồi trước mặt kìa thấy không xin cô Tám kìa ý đó là móng của ơi à dạ mà tưởng ở nhà sông hậu hay gì á để là sao đây đợt này hết rồi đợt này sao không đủ á có chuyện lên mắm ngon lắm đúng rồi dạ mắm ngon rồi mấy chị đang ngon quá mấy bà xin nữa dạ ngon mà ngon thiệt mấy con nữa cho cháu nữa để em kể lại cái vụ mắm này cho nè con một bạn con một bạn ăn với thầy phải chen á không cái cho anh cái mắm anh nói ảnh ăn gì hết anh chiếc cái hai keo cái anh tính cho bạn của ảnh thì cái anh vô anh ăn ngon anh ăn đó. Sao ngon quá anh dứt hai keo luôn nghĩ cho kia ê vậy là cái quản là cái lòng chưa quản đại đó vậy còn tham mà tao bây giờ ta chia đi rồi cho ăn đi mình kinh cái khác cái bắt đầu tôi thấy vậy tôi thấy tội nghiệp đằng sau tôi quất về 10 kg tôi thấy chia anh em mà mắm thương rồi hết ăn mất ghê vậy chứ nữa cái mắm mình tôi ăn không tôi làm nấu bún mắm tôi ăn không á ăn chan bún mà ngon cực kỳ luôn chứ dần nó thật ra mình nói tới bún mắt thèm á ăn còn người ta ăn còn mình ăn hết kho mắm gì thì ấy bún ăn từng sao á không từng sao là tôi đến đây nấu bún mắm à mua nấm rồi mua đỏ hết đem lên đây nấu à từng sao á lấy đưa tiền cho thôi thôi chị hai đừng mua đây em ê sao kiếm chút công đức chứ chứ dặn chứ chưa hả chị đào đi chị nói đi rồi kiếm đây đây chứ nó còn lâu mà chị mua bắp chuối hai chị em kiếm rồi chị đi bắp chuối á bắp chuối bào á bảy rồi à chị bắp chuối với giá mẹ trộn lại rồi rồi chị là mình nấu mình ăn rồi mình đi ăn chợ một cái bắp chuối hộp được không thôi đừng ăn cắp chứ đừng ăn chợ trả tiền lại ăn cắp á chứ đừng ăn chợ nó trả mấy chuyện nghe cười kìa cái này nó kỳ dở chứ ăn của ai trời đạo ăn của ai kỳ dở vui vui cô ta, vui cô ơi tự kêu cho mình chứ đâu mình kêu cho nó chở lấy cái dao mà chở quen cho xin cái chuối bánh nhân chứ đừng làm ăn mày quen chị thấy ông nói ra cái nào không ăn xin với ăn mà kêu ăn cắp chứ đừng ăn chở vui đem lại tiếng cười cho mọi người mà hết người này lại tới người kia bữa nào có thằng hậu lên là gọn chuyện vậy nha chị về cái bắt lên coi coi cái ngồi nằm cười mình nha nghe nói chuyện với cười mình nè Hà Lan chấm muối vậy đó đúng rồi Hà Lan chấm muối ngon ngon thôi là chị cũng dùng mắm kia chị ăn không chị đâu có mắm người chấm muối rồi chị ăn kẹp chưa ngon
cái đó là mấy người xưa, hồi xưa nó ăn, giờ ăn phải làm. Ủa mình giờ xưa trở lại mà còn người mấy người xưa nào nữa trời. Người xưa rồi. Người xưa. Mình sống theo thời xưa rồi nè. Thời xưa nè. Thời xưa sáu đầu vô đầu xưa rồi đó. Đây nè, tám nói rồi mai mốt kiếm quạt bo mà quạt nè, không có vụ đó nữa đâu. Ngày nay ba chồng túc châu bạc nhiều. Quê ta thông những thằng đó. Ừ. Đang tìm anh thờ em coi anh thờ gì được không? Thờ trên mà bà Quan Âm đó. Tùy phong quá dân dân phù hợp. Đúng rồi. Okay. Ông lão là không bao giờ ông nói vụ này nha. Không có. Ai muốn thờ gì thờ. Ai muốn thờ gì thờ. Ông lão là không có nói. Ừ. Nhưng mà chúng ta có hay không thì thôi à. Ừ. Chứ rồi ông lão mà kêu coi bà thờ là không có coi đâu. Ừ. Là ai muốn thờ là sao. Được. Dạ. Bởi vậy. Mình cứ mình thờ, mình nói mình thờ ngon mà giúp cuộc đây nói thì không tin. Tâm mình không tốt. Không tin tôi miếng nào hết. Đấy trong ý là tôi nói thôi. Ừ. Cái bà thờ tối ngày thờ tôi, để ăn lại tối ngày mà không tin tôi cũng vô dụng. Vô dụng. Bây giờ tám nói mà ai không tin thì ráng chịu. Ừ, cái này không có thằng tin một tời nữa. Cái màn này nữa là không còn nói nhiều nữa. Không nói nữa. Cái này thấy làm YouTube ít ai coi, bây giờ đưa qua TikTok luôn, khổ chị luôn. Ủa, ai coi mà không tu nó tiêu kiểu. Đó cái mạng này mình cứ dư gà cho gà xong hậu đưa để cho người ta tu đang làm phước mà không chịu tu nó thôi chứ con. Mà mở rộng ra. Có tu chừng khổ cũng nên. Không tôi đưa là hết luôn á mạng. Nào cũng đưa Facebook rồi TikTok những cái gì tôi lát cái chừng chuyện xảy ra kêu thầy cứu sao cứu một nắm ngàn lại nói đến tội rồi hối tiếc muộn màng chi cho bằng ta sớm lo toan dịnh dưới lực nghe tin tôi đến long chung quả lòng đôi mắt cõi tây phương cho mặt mày chờ có rồi mà có đưa lên hả cõi tây phương mấy cái là không cái này là cái kinh của em đưa luôn nghe cho khó tránh môn tình độ là phương cuốn sách dám phụng hành cái đó là đang cấp clip của em nghe hả. Ừ, bây giờ là em đưa thẳng ra luôn. Cũng xong hậu sang bảy vậy. Tôi cũng dốt chép mồ ba điện thoại tôi cũng gặp. Nói người ta cắt clip nên người ta coi quá trời coi. Thấy đưa lên TikTok đó. Ừ. Thì bắt đầu đưa thẳng lên luôn đang cho cái người nhân viên bên đó người ta coi luôn. Quá tới. Mà chúng tôi quay của tôi người ta coi dữ lắm. Bây giờ là cả thế giới tôi coi dữ lắm luôn. Coi dữ lắm tại. Tới mấy người ở ngoài gì nào, ngoài Bắc mà ngoài gì nào, ngoài liên hệ không được. Thằng Giang, thằng Kiết ngoài đó. Thằng Giang Kiết gần đây. Rồi ngoài đó nữa. Thằng Giang, thằng Kiết, Bình Thuận, Bình Thuận. Nó nói mày phải ở nhà, anh chị ở nhà phải tôn trọng chị Tám. Cái căn bá lớn gì đó. Rồi bây giờ phải bái phục hết rồi cộng. Nhầm tôi ta tư mời vô cái bái phục hết. Tôi nói thẳng mặn nè. Nãy có cái chị gì mới ngồi đây nè. Thẳng mặt tàu thì đau lòng rổ. Hồi đó con quả thường với nhà đang bái phục rồi. Bởi vì hồi xưa chưa ra mặt. Tôi nói hồi khi xưa mà chưa ra mặt á, khi mà tôi chưa lên đây á, là chưa tròn đạo hạnh, có nghĩa là đang dọn xác. Khi mà tôi lên đây rồi đó là các vị chuyển tôi lên đây đang làm nhiệm vụ phò cô Tám. Đúng rồi. Nhưng mà tôi không có cho biết á, là cái phần của cô Tám lớn hay nhỏ như thế nào, nhưng cả thế giới đều quỳ lại. Tôi nói thẳng vậy đó, nhưng mà cái hồi đó đó thì không còn bánh đập hay là ai bất cứ chữ mắng gì cũng được. Nhưng mà bây giờ đó mà đụng vô chưa đầy một tháng rồi chừng bị đưa đi đó. Giờ lo sắm hối đi. Đưa đi là đi luôn đó. Không phải chơi gì đó. Không có chơi gì đó thì không có chơi gì đó. Lúc xúc phạm giấy xác nhiều quá giờ mình sắm hối thì mình xin. Bây giờ lo thì biến nghĩa mình xin đi. Bởi vì cái hồi ví dụ như hồi đó mà đó là đang dọn xác người ta cho. Nhưng mà xúc phạm Tám á, nhưng giờ quay đầu lại á, là ăn năn hối cải là vẫn tha thứ bình thường chứ. Tại vì hồi đó là không biết cái giống như là người ta đang chỗ ta chưa có chỗ, có nghĩa là người ta đang hành, đang người ta dọn xác. Ta dọn xác. Rồi ai muốn đập gì đập, ai muốn chi dễ gì thi, bây giờ tôi cho. Bây giờ người ta đã chỗ ra rồi, người ta đủ tướng đủ thằng rồi. Ta giữ hết cái đúng tướng đủ thằng thì ra. Cọ kèo đều có hết rồi. Nó mình nhớ. Thì nếu như mà xúc phạm mà chịu, tại tôi thấy tôi nói nghe không nghe thôi. Nghe tẩy. Ông thợ, ông thợ nói ông nói tôi hôm nghe thằng ổng nói có ngày rồi ông mặc rồi. Đúng rồi, ăn sữa đâu lắm quá, phải nghe bả khổ chị.
Có nghĩa là nói thẳng mẳng, không sưng không mấy gì, nhưng mà mình cho nên là tự giác mà đợt mì trước với đợt mì này là thấy thái độ của Việt Tám chữa lại đi, thấy mừng á, tôi mừng thứ ơi, thẹt luôn á. Không, tại vì cái gì á, đôi khi mình phải nói không biết. Mình sau này tại vì mà bị lật á, là người ta không có trách mình. Với ổng cũng giác ngộ đó là thấy tại sao mà ở xa mà ta còn lại đây. Mà mình ở trong nhà mà mình không làm được như vậy. Mình không tin. Cũng phải so đo chứ. Cứ, tôi nói thẳng thắn là gì nè. Có nghĩa là tại sao mà cái xác của Tám thì dốt thiệt. Nhưng mà tại sao á, cái người dặn đây á, thì ở xa mà ta lại mà ông biết rồi. Cái sự học thức của tôi về mà giảng kinh á, là ở vòng vòng nói chung là chưa có thu ông đạo nào chứ á. Nó thẳng luôn á. Nhưng mà tôi phải lên đây là tôi hầu Tám á. Cái đó là biết rồi. Chuyện á. Mà ra đời là tôi không thua ai chứ. Nó thật. Cái sự khôn khéo luôn là tôi cũng không thua ai đâu. Không thấy gì vô nhà không có. Thua mà. Quá hay. Nhưng mà có cái tại sao mà tôi về đây á. Là tôi nói với ông là cả thế giới này là cát nước luôn. Người ta sẽ dồn về, người ta sẽ lo cho cái xác của Tám. Đúng rồi. Ta tôn trọng, mà người ta tôn trọng mà lại đem về làm phước. Tôi nói với ông là đây sắp tới thôi, ta làm phước cho ông thấy cái cảnh. Thì mình lo vô bịch nè. Tôi nói rõ ràng. Thì vô bịch rõ ràng. Thì mình lo vô bịch nè. Tôi chỉ nói có ngày với hai là bắt đầu về rồi thôi. Từ đó từ từ về đó chứ. Để cầm đó. Giờ bắt đầu về tới Tết nè, lo nè. Cứ hoài vậy đó. Anh Lan Tám ông có trả lời gì không? Quang Hồn. Không bị cái gì cũng gì mình cũng xây lần lần chứ mình xây dạ. Cái một không có được. Em nói thẳng mà em nói có lực á, đàng hoàng nói mà mình để cho bữa đó chị hiểu. Xuống á, chị với mặt chai lết không mình ào. Không mình nói từ từ chậm rãi. Cái gì cũng thời theo lúc mình nói. Cái mưa mưa lâm găm nó mới thấm, còn mưa cái ào là nó cũng hết rồi. Không mà những Tám làm gì thì nữa, những Tám khỏe. Khỏe. Lại cho tôi lấy cái thằng tôi vợ tôi chồng đó. Ông lão hay nói ngoài đó. Thấy chàng đó đời mang thật trời. Thật trời thương hết trung nương thiện nam tính nữ đâu thương thật trời. Còn nghe. Còn cái gì đó. Còn. Còn. Mà nó nghe đàm đạo luôn nè. Trời vậy chừng nào ấy đi rồi gửi lên cho cô năm cái mắm. Quay bánh đi. Quay bánh. Để kiếm người khác. Rồi chia tay cô đi rồi để kiếm những cái linh canh kia ta muốn nhận chị mà. Dạ. Cười. Dạ, chào tỷ. Mấy cái nữa, năm ký nữa. Ai cũng đẹp hết trơn. Ủa con của mẹ mà. Thiệt mà lại đây rồi. Rồi tôi thấy ai cũng đổi tướng mọi hình. Thầy sữa mà. Có da có thịt uống nữa. Ai cứ bắt lên cho gặp muốn gặp Tám cứ lên vút dài xuống đi gặp ngày nào đến ngày đó ừ vút vút dài rồi chào cô ơi rồi bây giờ con là Song Hậu không biết được lục sao có 200 ngàn ở đây rồi bây giờ là con cho cô gặp cô Tám đang nói chuyện nữa đó rồi ngộ cũng biết sao được cái này mà có tiền nữa không có gì trời ơi, sao có duyên gặp được cô Tám là quý gặp mà lại có tiền nữa rồi nhìn dùm coi rồi sao nhưng mà giờ này rồi bắt đầu nói chuyện ai chị như nãy chị có nói chuyện rồi phải không thuốc dạ. Thuốc kèm mắm. Thuốc kèm mắm nhiều quá nhớ không sể à, nãy có xin thuốc rồi nãy Tám nhớ không ờ chút nữa lấy thuốc cho chút lấy thuốc rồi mới nhớ nhớ nhưng mà em quên rồi đi cứu dân độ thế thì chút ai bệnh cho rồi cô Nguyễn Phương Mỹ cầu kiếm nhiều càng tốt không bởi vì cái căn của thờ cái gốc lớn chuyển nhiều mới nói đó nói đó
nói chị lo là cho điện thoại luôn rồi chị lo tiếp khách. Ừ. Chị nói tối ngày giờ phải ra sân hậu rồi. Đẹp tới cổ. Đẹp tới cổ. Đẹp tới sân hậu lên cổ quay tàn nghe xuống điện thoại. Ừ. Hãy gặp cười là vui rồi. Rồi. Cô có nhu cầu gặp cô Tám không thì nói chuyện cô Tám chút nghe. Ngủ mới dậy hay gì?